Chào các bạn, mình tên là Ngô Thanh Vân. Hiện tại mình đang tập cho bộ phim mới nhất của mình sắp được bấm máy. Và lần này thì Chánh Phương Phim quyết định mở một cuộc tuyển chọn online để tìm hai vị khách mời đặc biệt cho bộ phim mới này. Đây là một cơ hội rất là tốt cho những bạn đam mê cũng như yêu thích điện ảnh. Hãy nhanh chóng gửi vào những video clip mới nhất giới thiệu về mình và những khả năng đặc biệt của chính mình. Biết đâu bạn sẽ giành được vé vàng đến với điện ảnh. Chạy đi con, chân chờ gì nữa. Chúc các bạn may mắn và thật là tự tin.